Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 10 năm 2024 đã thành công với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cùng với những nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của ban tổ chức, các vận động viên cũng đã mang đến ngày hội lớn của thể thao học đường một tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, vượt qua khó khăn để quyết tâm giành thành tích cao. Điều này không chỉ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả đến theo dõi và cổ vũ, mà còn góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 năm nay đã khép lại với 2.940 bộ huy chương cho các vận động viên và các đoàn vận động viên đạt thành tích cao ở 12 bộ môn thi gồm điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, karate, võ Việt Nam và taekwondo. Để chuẩn bị lực lượng tốt cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, các trường tham gia đã chú trọng tuyển chọn kỹ nguồn vận động viên, đồng thời xây dựng kế hoạch tạo điều kiện để các em được tập luyện thường xuyên với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, hướng đến một kỳ Hội khỏe Phù Đổng thành công cả về thành tích thi đấu và thứ hạng chung cuộc. Những ngày tập luyện ở huyện nhà thì bọn em đã rất là nỗ lực để cùng nhau cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho mùa thi lần này, và lên đây thì bọn em cũng đã cố gắng với thành tích của mình thì bọn em đã giành được huy chương vàng về cho huyện nhà và nhà trường của chúng em, và bọn em rất là vui khi được tham gia hội khỏe và đã mang lại thành tích lớn cho đồng đội. Đối với bản thân em và cả đội thì cảm thấy rất vui và phấn khởi. Qua mùa thi lần này, bọn em rút ra được nhiều bài học và muốn được có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa ở mùa thi sắp tới. Bước vào cái đợt hội khỏe Phù Đổng lần này thì em nghĩ là tụi em chuẩn bị khá là ổn, khá là kỹ. Thì các thầy đã giúp tụi em tập luyện rất là nhiều. Tụi em cũng bước vào đây với cái tâm thế là đối với một cái đội bóng mà có thể coi là mới thành lập thì tụi em vào đây với tâm thế vui là chính. Xuyên suốt 10 ngày tranh tài tại ngày hội thể thao lớn của tuổi trẻ học đường, Hội khỏe Phù Đổng lần này đã quy tụ số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự đông nhất từ trước đến nay, thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả đến xem. Để tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, ban tổ chức đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, các thành viên điều hành chặt chẽ, khoa học, thực hiện đúng kế hoạch và điều lệ, đảm bảo tất cả vận động viên thi đấu an toàn, phát huy hết khả năng để đạt được thành tích tốt nhất. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm nay thì có khoảng 5.400 vận động viên và cán bộ quản lý và giáo viên. Đến thời điểm này thì các môn trong khuôn khổ của Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 thì đã diễn ra. Chúng tôi nhận thấy rằng tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này với chất lượng chuyên môn cao hơn, thành tích của các em cũng được đánh giá, thể hiện qua quá trình luyện tập ở trường, đánh giá được đúng thực chất của các em. Các vận động viên thì tham gia với tinh thần thể thao, công bằng, khách quan. Các trọng tài thì cũng thực hiện với cái nhiệm vụ của mình theo đúng điều lệ. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 đã được tổ chức thành công với nhiều khoảnh khắc thể thao đẹp, lưu lại trong lòng khán giả đến xem và cổ vũ, qua đó tạo được sức lan tỏa rộng khắp và trở thành sân chơi thể dục thể thao lớn cho tuổi trẻ học đường, giúp các vận động viên lứa tuổi học sinh rèn luyện tốt, học tập ngày càng tốt hơn.